Mình đã móc xong một bên dây bính và bên dây bính đối diện này các bạn cũng móc tương tự giống với cái bên mà các bạn vừa móc rồi nhé. Và các bạn móc xong đây cho mình là 12 mũi đơn nữa. Móc xong đây là một mũi trượt. Sang đến vòng số 2. Vòng số 2 các bạn sẽ lên cho mình một bính này. Móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo lại là một mũi đơn. Sau đó các bạn lên cho mình hai bính. 1 2 móc vào đây một mũi đơn, tiếp theo lại là một mũi đơn, sau đó lại lên hai bính, lại móc cho mình hai mũi đơn nữa. Các bạn cứ lên hai bính xong lại móc một mũi đơn, à hai mũi đơn đến hết vòng nhé. Kết thúc, các bạn cắt len. Và quấn nốt cái đoạn len này vào cái phần kẽm.
và mình đã móc xong một cái lá. Tương tự như vậy, các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái lá như thế này nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ dùng phần keo. Mình sẽ dùng keo để dính cái nhụy hoa vào đây. Và sẽ dính cái phần cuống vào, phần đài hoa vào. Mình sẽ sử dụng một cái kem cành nhé. Mình sẽ cho cái phần lên đây, nẹp nó xuống để bông hoa được đứng bông hoa nhé, chứ không phải là nằm ngửa bông hoa lên.